Vâng, Khách Hàng Store. Xin kính chào các bác nha. Hôm nay cửa hàng giới thiệu các bác cái mẫu loa kéo JBA A06 các bác nhé. Hàng chính hãng. Công suất tối đa 3.000W luôn. Nó rất khủng các bác nhé. Thì giá thì tuyệt vời nhất. Chỉ 4 triệu 500 nghìn. Giá limit là 5 triệu 500 nghìn. Nhưng khách hàng bán chỉ có 4 triệu 500 nghìn. Số lượng thì còn rất ít các bác nhé. Do dịch Covid cho nên là hàng hóa thì rất là khan hiếm. Tuy nhiên thì khách hàng vẫn bán giá rất tốt cho các bác nhé. Tuy nhiên hàng không có nhiều thôi. Các bác mua hàng thì nhanh tay liên hệ số máy nhân viên bán hàng với cửa hàng khách hàng là 0964 867 866 hoặc 0364 791 604. Đây là loa kéo JBA A06 bát 40 cực kỳ uy lực. 2 micro không dây. Và bộ điều khiển bên trên thì như một bàn DJ luôn các bác nhé. Loa kéo thì chúng ta cần nên phân biệt là loa kéo cùng là bát 40, tuy nhiên là có loại công suất thấp, loại công suất lớn. Đây là loại công suất lớn các bác nhé, thùng gỗ, bát chắc lịch luôn. Đấy, có một số loại loa kéo thùng nhựa hoặc là thùng gỗ, tuy nhiên là công suất nó thấp thì giá nó sẽ rẻ hơn. Còn đối với loại này thì các anh bán giá 4 triệu 500 nghìn chưa bao gồm phí ship là quá tuyệt vời rồi các bác nhé. Thì sau đây thì mời các bác theo dõi video test sản phẩm. Xin cảm ơn các bác. Các bạn nhấn đăng ký kênh Khách Hàng Store và kênh mới là kênh mua rẻ 365.com. Nhấn đăng ký và nhấn bấm hình quả chuông để được nhận thông báo khi có video sản phẩm mới nhất các bạn nhé. Chuyện tình yêu
giấc mơ, có dàn bước xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Lòng đi em về với quê anh.